Hello, xin chào 8.800 người bạn của tôi. Dạo này tôi cũng đang chạy đua, cố gắng đưa ra những cái content quý thần nhanh nhất có thể cho các bạn. Nhưng hơi tiếc một điều là vì làm gấp quá cho nên là video nó có nhiều thứ tôi còn thiếu, mong các bạn thông cảm nhé. Nhưng mà không sao, hôm nay tôi lại mang cái series nhiều chuyện này trở lại. Thông thường, cái series này nó ít xuất hiện, tải ít thông tin chính thống quá. Đưa tin leak, tin đồn nhiều thì nó sẽ làm tăng cái khả năng WeGoGo dùng cái thịt đập vào đít tôi ba nhát, khiến cái kênh rác này bốc hơi luôn. Những cái lúc mà cái series này xuất hiện trở lại thì nó có nghĩa là tuần vừa qua đã có rất là nhiều tin tức cực kỳ hay ho, không chỉ leak mà còn drama, cãi nhau các kiểu rất là nhiều. Chính tại những cái thời điểm cãi nhau drama đó là lúc mà tôi xuất hiện trở lại và bú pha mì của cái đống drama. Và giờ thì không nhiều lời nữa, mời các bạn ổn định chỗ ngồi và chúng ta bắt đầu thôi. Ok các bạn, hôm nay chúng ta nhiều chuyện như mấy bạn hàng xóm nhưng mà là về Genshin nha. Tuần này có khá là nhiều drama, tiêu biểu nhất chính là về một YouTuber mặc bộ đồ cosplay Moche. Thứ hai chính là sự xuất hiện của cậu vàng, hay là cái biệt danh mà người chơi Trung Quốc đặt cho nhà lữ hành của chúng ta. Tiếp theo là những cái tin đồn về bà N4.3 với sự thay đổi cực kỳ bất ngờ đến từ MeowGo. Cuối cùng là cái bản tin và là cái video vui vẻ nhỏ lẻ cho các bạn. Bắt đầu luôn với drama đi cho nó hào hứng. Drama đầu tiên xảy ra ngay sau cái ngày livestream 4.2 luôn. Một YouTuber tên là Thiên An. Lúc đầu tôi nghe nói có drama, tôi tưởng cosplayer nào đó fuck tắp chứ, nhưng mà thật ra không phải, hóa ra là một bà YouTuber thôi. Tôi có đĩa qua một vài cái video trên kênh của Thiên An thì tôi rút ra được là cái kênh này thông thường là sẽ dành cho trẻ em hay là con nít. Nó rác không kém gì kênh tôi lắm. Video kênh này thường là về phim ngắn, có những cái cổ nội dung hay là kịch bản khá là lõ, kiểu như xem xong là các bạn sẽ biết tất cả những cái gì cô gái này làm là mục đích để kiếm tiền thôi, chứ không phải có gì khác cả. Nên những cái nội dung trong video không được cô gái này quan tâm lắm là điều bình thường. Cái câu chuyện drama này là một bà chị YouTuber đã mua một bộ đồ cosplay của Moche. Cái bộ outfit ở thời mà Moche còn mỏ hiền chưa mỏ hổn á. Sau khi khoác lên mình bộ đồ này xong, bà chị này làm thêm một cái đầu khá là tương tự với cái tóc của Kuki Shinobu, và nó khiến khá là nhiều người trigger hay là cảm thấy xúc phạm. Cái cô YouTuber này đã sai từ đầu khi dám động một cái cộng đồng nhạy cảm như tôi mỗi khi bị nói là gan rác. Tôi hiểu các bạn nhạy cảm như thế là đúng, bởi vì những cái người cosplayer tốn rất là nhiều công sức và tiền bạc để chụp một bộ ảnh cosplay, bao gồm tiền đồ, tiền tóc, tiền make up, tiền chụp, tiền thuê studio, cộng với thời gian các bạn chờ bộ đồ đi về với mình nữa. Tốn nhiều công sức như thế mà cả một cái người không tôn trọng những thứ mà mình tôn trọng thì cái cú là điều đương nhiên. Tôi không biết bà chị này mua bộ đồ kabuki mono của Moche ở đâu, nhưng mà nhìn nó cứ kỳ kỳ không giống lắm. Chắc là do cách mặc một phần cho nên nó mới lạ như thế. Mà hiện trên mạng đang xuất hiện hai phe. Phe thứ nhất là những người như tôi giải thích ở trên, cay cú khi thấy bà chị này dù đồ cosplay làm này làm nọ. Phe thứ hai là phe cho rằng đây là bình thường. Nếu họ bảo đây không phải là cosplay thì nó không phải là cosplay. Họ chỉ mặc bộ quần áo này bởi vì họ thấy thích mà thôi. Làm gì phải bông tuyết phải sồn sồn lên như thế. Thì tất nhiên là ở trong các cái vụ drama, mỗi phe đều có phần đúng và phần sai của riêng mình. Đáng lẽ bà chị Thiên An này nên ghi rõ ràng hơn đây không phải là cosplay và sửa bài hay xin lỗi mọi người rồi đính chính ngay sau khi thấy những cái comment đó, thay vì bà chị này cố tỏ ra toxic và tỏ vẻ khinh thường với những cái thằng weebu giống tôi thì mọi chuyện cũng không đến mức như thế này. Thà Thiên An đối xử như thế với những cái đứa chửi mình vô cớ thì không sao, đằng này cô ta lại tỏ vẻ khinh thường, móc mỉa những cái bạn đã bình luận lịch sự nhắc nhở cái lỗi sai cho mình thì tôi cũng chịu, xứng đáng dính drama và bị chửi. Vì thế sau cái drama này tôi nghĩ chúng ta nên rút ra một cái bài học, chính là chúng ta nên cư xử đàng hoàng với những cái người tốt bụng và lịch sự khi nhắc nhở cho những lỗi lầm của mình. Cái drama thứ hai thì nó vừa mới nổ ra dạo gần đây thôi các bạn. Thời điểm cụ thể là sau khi những cái weebu không chạm cỏ cày game và hoàn thành cốt truyện mà thần phiên bản 4.2 xong. Drama lần này hầu như nổ ra ở Trung Quốc, mà các bạn biết rồi đó, cộng đồng Genshin ở Trung Quốc không cần phải nói nữa thì ai cũng biết cái độ toxic của nó cao cỡ nào rồi. Tôi thì chưa dám làm nhiệm vụ tại vì không lỡ thấy sự đau buồn của Thủy Thần cũng như là Furina. Nhưng mà theo như những cái thông tin mà tôi rình rập và nghe lén được thì có vẻ là ai chưa làm cốt truyện ma thần ở 4.2 thì ở thời điểm này các bạn skip đến cái khoảng thời gian tôi đã nhận màn hình là hợp lý rồi đó. Rồi bây giờ ai chưa skip thì chúng ta bắt đầu thôi, tôi không chịu trách nhiệm nha. Cụ thể là các em thú bên tàu chủ nhà lữ hành là con chó tóc vàng, theo nhiều người biết tiếng Trung dịch là như thế. Nguyên nhân khiến lúa mì và máy dập biến thành chó không phải là do thiên ý làm, cũng không phải do các cái thế lực ngầm thứ đang ngăn tôi đạt 10.000 sub trước Tết ra tay. Tất cả đều là các cái biệt danh mà hiện tại các game thú Trung Quốc đặt cho nhà lữ hành. Từ những cái người được yêu thích nhất, hai anh em song sinh biến thành chó hô đền lúc nào không hay. Lý do khiến hai anh em này làm chó cũng rất là hài hước là do các game thú Trung Quốc cho rằng nhà lữ hành và Baimon đang hành xử như cha em đối với Furina, tức là bắt nạt đó các bạn. Nhưng thay vì dùng vũ lực từ cái kiếm màu sao của mình, nhà lữ hành và Baimon lại dùng tới lời nói, dùng hành động thiếu ý thức để bắt nạt Furina. Vừa mới diễn vở kịch đau khổ, cô độc sợ hãi suốt 500 năm xong, cái thằng nhà lữ hành và cái đĩa đồ ăn biết bay của nó lại đập cửa và bắt cô ấy đi diễn tiếp. Không chỉ chửi và anti nhà lữ hành, tiếng xấu còn lây sang cả anh Long New Velvet. Cụ thể hơn là những weebu Trung Quốc cho rằng New Velvet cũng bắt nạt Furina, hoặc là đối xử tệ với Furina khi anh ta biết mọi thứ nhưng vẫn chọn cách xin, không rep, tức là im lặng thay vì giúp đỡ và hỗ trợ Furina cho cái vở kịch của Focalore Thủy Thần.
Ngoài ra, Paimon còn nói móc mé Furina liên tục trong suốt cái thời gian của nhiệm vụ, nên người chơi Trung Quốc mới cảm thấy là cực kỳ giận dữ. Tóm lại, cái drama này hầu như là về cốt truyện, nhưng không phải là do cốt truyện dở hay là gì cả, mà là do cốt truyện đã biến New Elite và nhà lữ hành thành những cái kẻ bắt nạt. Nói chung là drama mà, có nào chắc có hai phe, một phe là chữ mặt nhà lữ hành, phe còn lại là chữ mặt Furicon. Ngoài những cái người cảm thấy bất bình, lịch sử đưa ra những cái thông tin có ích, những cái dẫn chứng hữu ích ra, thì những cái thằng đi chửi nhau đều là trẻ trâu mà thôi. Nhưng mà tôi cũng hiểu là tại sao cái drama này nó lại nổ ra và lý do khi các cái game thủ Trung Quốc bất bình là gì. Bởi vì khi chúng ta chơi game và đọc xong một cái cốt truyện của một tựa game, hay thậm chí là xem phim, đọc sách gì đó, chúng ta sẽ cảm thấy đồng cảm với nhân vật chính của cốt truyện, của phim, của cuốn sách đó. Nhà lữ hành ở đây thì lại là đại diện cho góc nhìn của chúng ta ở thế giới Weibo, Tây Vát này. Cho nên nếu cái góc nhìn đó nó phản ứng khác với mình ngoài đời thì cảm thấy khó chịu là điều đương nhiên. Còn cái drama về Furina phiên bản ở Việt Nam thì nó, tôi nghĩ là nó hài hước hơn là ở Trung Quốc nhiều. Hầu như là những cái Furicon hay là những cái người ghét Furina đăng những cái bài ngu ngu không não, rồi bị những người chơi Genshin khác chụp màn hình đăng lên Facebook để trêu chọc thôi. Tôi mà đọc những cái bài đăng nó ra, khéo các bạn bị lây bởi cái sự thiểu năng đó rồi não các bạn teo đi mất. Toàn là những cái thứ như kiểu là Furina nếu phải là thần đờ mờ, mi chó lửa tao, run về phía nguyên thạch vờ cờ lờ. Rồi Furina là thần cờ cờ gì, phải không khác gì Venti. À quên, có phải là thần đéo đâu, đúng là Ronin Velez là hợp lý, là đúng đắn. Và Furina đúng là đau khổ khi bị Paimon nói này nói nọ, bên chung chửi như vậy là đúng. Do các bạn không để ý chứ thì nhà lữ hành và Paimon từ lúc mới chơi đến bây giờ là đã chôn chôn nó những câu hề hề rồi. Do Venti và Zomli là những ông thần hề, thần lừa, thần la miếng, chỉ là không quan tâm thôi. Còn các cái nữ thần thường có quá khứ đau khổ và tâm lý bất ổn hay là cần bảo vệ, nên các bạn ít thấy nhà lữ hành hay là Paimon nói chôn. Với lại cốt truyện Inazuma 2.1 bị chửi là cốt truyện rác mà, cho nên bây giờ nhà lữ hành bị chửi là điều bình thường. Ít ra ở cái cốt truyện Fontaine ấy, thì nhà lữ hành nó còn không cư xử như các bạn muốn, nó còn đỡ hơn cái cốt truyện Inazuma chán. Chúng ta là Weibo, chúng ta ở đây xã hội quen rồi, kiểu gì sẽ phải gặp ít rác trên đường đi. Là Weibo lâu như vậy mà không quen với rác thì sao mà chịu nói. Sau cái drama sàm lờ này thì nó thật chúng ta chả rút ra được cái gì cả. Một phần là do các cái fan quá khích ở bên Trung nó làm lớn chuyện lên, với lại văn hóa ở bên đó thôi. Chứ trẻ trâu gây chuyện thì ở nước nào, ở game nào nó chả có. Nãy giờ chúng ta hít drama phê pha rồi, chúng ta tạm nghỉ bắp rang rồi đến với những cái thứ giải trí vui vẻ đi. Tiếp theo, tôi sẽ đưa đến cho các bạn những cái tin đồn, tin leak và video hài hước cũng như là điểm tin vào các cái game khác của MiGoGo nha. Vậy thì đầu tiên chúng ta đến với cái tin đồn đi. Tin đồn lần này sẽ ra ở phiên bản 4.3 của Genshin. Banner phiên bản 4.3 thì theo như các cái tin đồn, các cái tin leak hay thậm chí là dự đoán của tôi thì sẽ có sự xuất hiện của các nhân vật nham bao gồm Ito, Navia, Ngài Albedo và sự xuất hiện của một vị thần mà ai cũng biết là ai, chính là Raiden Shogun. Nhưng trong tuần vừa qua, tôi vừa nhận được một cái tin khá là nóng. Đó chính là Ngài Albedo đã bị cho cúc khỏi 4.3, thay vào đó là công chúa Ayaka sẽ xuất hiện. Nếu tin đồn đó là sự thật thì Ngài biến thành Yula thứ hai con mẹ nó luôn. Khi tính từ thời điểm lần cuối Ngài rerun là ngày 28 tháng 9 năm 2022, tức là ở 3.1 là hơn 400 ngày con mẹ nó rồi. Ngài Albedo của tôi chịu khổ quá nhiều rồi. Nhưng mà theo tục lệ thì trước khi Ngài đến, các nhân vật nham sẽ phải đi trước hộ tống hoặc là sẽ đi cùng banner hộ tống Ngài. Theo như cái định luật này thì nhiều khả năng Ngài sẽ trở lại ở phiên bản 4.4. Bởi vì sau cái phiên bản 4.3 xong ấy, thì tất cả các cái nhân vật nha đều được rerun hết rồi. Còn mỗi mình Ngài cô đơn lẻ bóng, cho nên là Ngài cố lên, hãy cố trở lại sớm ở 4.4 nha. Sau khi 4.2 ra mắt thì chúng ta ngoài những cái drama thì sẽ xuất hiện một vài cái meme hài hước, giúp cho cuộc đời những người chơi Genshin trở nên thoải mái và bớt căng thẳng hơn sau những cái lần gacha hụt. Cái meme đầu tiên là về anh Long khi New Velvet nói một cái câu gì đó ở nhiệm vụ Ma Thần 4.2 thì nó nghe rất là có vần và có nhịp điệu trong đó, nên mọi người bắt đầu ghép nhạc và nhảy nhót trên các cái câu nói của anh Long. According to the judgment of the oratrice mechanique d'analyse cardinal, we now turn to the oratrice mechanique d'analyse cardinal. The judgment of the oratrice mechanique d'analyse cardinal. According to the judgment of the oratrice mechanique d'analyse cardinal, we now turn to the oratrice mechanique d'analyse cardinal. The judgment of the oratrice mechanique d'analyse cardinal. Thứ hai thì không còn ai xa lạ, chúa hề chi dễ, người mà mỗi khi xuất hiện không có meme thì nó phải gọi là phí của trời. Cái meme đầu tiên của chi dễ ở 4.0 là anh ta vừa đến Fontaine đã gặp phải Saitama hệ thủy, sang đến 4.2 thì bị sư phụ ném đi như vứt giấy vào thùng rác. Sợ sau cái vụ này xong, chi dễ biết con mẹ đã thành phản diện mất, quá khứ của kẻ phản diện. Tiếp theo là sự xuất hiện của hai bộ thánh di vật mới mà tôi đọc qua chắc chắn là biết ngay. Cái bộ nham đầu tiên là sẽ dành cho Navia, còn cái bộ màu xanh thì tôi chưa biết dành cho ai, có lẽ là healer nào đó cũng mang được để hỗ trợ cho các DPS. Kiểu như ví dụ là kiểu như Baizu hay là Bennett mang vào thì có thể tăng đam cho Xiao chậm nhảy, Charlotte mang vào thì có thể tăng đam cho anh sói. Chắc bộ này sẽ nâng được tầm hữu ích của một cái healer lên một bậc cao mới. Nhiều khi Bennett lành hóa tật thật sự lúc nào cũng hay.
Các bạn nào có ý kiến sử dụng các cái tháng di vật hay hơn thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta đến với những cái điểm tin của game Honkai Star Rail đi. Tại vì dạo gần đây tôi cũng bắt đầu chơi Honkai Star Rail trở lại mà. Bên Honkai Star Rail thì hiện đã giới thiệu thêm những cái content endgame ở phiên bản 1.6. Nó có tên là Kể Chuyện Hư Cấu. Mà tôi còn chưa đủ chật vật build các cái đống nhân vật rác rưởi của tôi trong game hay sao mà bây giờ lại ra thêm content endgame nữa trời. Cái content endgame này nói chung là để đẩy những nhân vật mới, những cái nhân vật hợp meta ra để nhận buff, để vượt ải dễ hơn, nhận quà mà thôi. Thêm vào đó là Honkai Star Rail sẽ nâng cấp Battle Pass lên. Nó thật thì nâng cấp nó cũng không có gì đặc biệt, mà cho thêm một bụi nhựa tự tạo và tăng cấp Battle Pass lên level 70 để cho thêm sắc di vật mà thôi. Cuối cùng, tựa game ZZZ đầy đủ hơn là Zenless Zone Zero, một tựa game hack and slash, cái kiểu lối chơi chặt chém liên tục đó các bạn. Vừa mở đăng ký beta cũng như là mở luôn cả một cái buổi triển lãm khá là lớn ở bên Trung. Và tất nhiên là cái tựa game này của nhà MigoGo rồi. Ai muốn test thử beta của con game này thì có thể vào đường link đăng ký tôi để ở dưới phần mô tả nha. Theo như tôi biết thì cái tựa game này sẽ chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2024. Mà cũng khá là để mong chờ đấy, để coi nó có là Genshin Killer hay không. Đấy, cái video nhiều chuyện comeback của tôi đến đây là hết. Hy vọng các bạn thích những cái thông tin đầy mùi drama đi hít hà của tuần này. Công nhận là dạo gần đây 4.0 nhiều drama thật. Và video của tôi đến đây là hết. Bạn nào thích video hãy để lại một like cũng như là đăng ký kênh để có thể xem thêm những cái nội dung khung núm tiếp theo của tôi. Tạm biệt.